CDT News, bệnh tật do đâu mà có? Dưới đây là nội dung tổng kết giảng bệnh của Vương Thiện Nhân, Vương Phụng Nghi Đại Đức. Oán hận tổn thượng tỳ, oán hận sẽ làm cho đau dạ dày, no chướng, ở hơi, trên nôn dưới tiêu chảy, vị hư, viêm dạ dày, loét dạ dày, bong viêm mạc dạ dày, thậm chí là dẫn đến bệnh ung thư. Hận tổn thương tim, hận sẽ bị bệnh động mạch vành, bệnh viêm cơ tim, đọng nước trong tim, hẹp van tim, nhồi máu cơ tim, điên cuồng, nói cuồng. Cáu giận tổn thương phổi, cáu giận sẽ bị bệnh hen suyễn, ho, nôn ra máu, phế hư, viêm phổi, lao phổi. Viêm mũi là do háo thắng, bới móc khuyết điểm người khác thì bệnh cảm mạo, mạo phạm bậc bề trên bị sốt cao, không phục người khác bị bệnh phổi. Phẫn nộ tổn thương gan, phẫn nộ sẽ làm cho đau đầu chóng mặt, điếc tai, đau răng, méo miệng, mắt lệch, trúng phong, bán thân bất toại, bệnh gan mật. Phiền não tổn thương thận, phiền não sẽ bị đau thắt lưng, tê chân, đau bụng, gai đôi cột sống, hạch xương sống lưng, đầu xương đùi hoại tử, bệnh tiểu đường và cả bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu. Nói tóm lại, người nào có tính khí càng xấu càng hẹp hòi, tâm tình càng không vui vẻ thì càng dễ bị bệnh. Căn nguyên bệnh ở đâu thì phải tự mình đi đối chiếu, tự mình sám hối. Khi sám hối khóc lóc sẽ thải ra khí âm. Có người do thấu hiểu, chân thành sám hối sẽ có những phản ứng như nôn ọe, bài tiết, đánh rắm, nấc, vân vân. Sau đó sẽ làm cho bạn cười và nâng cao khí dương. Tự nhiên bệnh sẽ khỏi. Quan trọng là sau này tự mình có thể tùy vào bổn phận của chính mình mà thực hành, không sợ vất vả, không sợ oán hờn, cố gắng nỗ lực, hiếu kính cha mẹ, yêu quý anh chị em, chăm sóc người thân, quan tâm hàng xóm như Đại sư Ứng Quang nói. Chân thành tận tâm tận sức, làm sao để tiêu trừ bệnh tật, khối đầu đã sám hối trước đây, tức giận thì ai nay phải hướng về người đó mà sám hối. Trích lục từ Lưu Thiện Nhân giảng bệnh tại Đại học Bắc Kinh, cẩn dịch, Phật tử Tống Như Cường. Cảm ơn bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.